Rồi, xin thân ái mến chào quý vị và các bạn nhé. Đây là một cái con hẻm ở Sài Gòn. Hẻm nhỏ. Mình thì đang đi ở trong hẻm đây. Con hẻm này là được coi số bao nhiêu. (43/49) đường Vĩnh Viễn. Đó, mình đang ở trong hẻm đây. Chương trình của mình hôm nay mình sẽ giúp quý vị và các bạn đi qua cái hẻm chùa Nước Lạnh, và sau đó thì chúng ta sẽ đi qua cái hẻm chùa Nước Lạnh, chúng ta sẽ ra Nguyễn Tri Phương. Và chúng ta coi một số các cái nhà hàng quán ăn ở đó. Đây, mình đang đi ở cái hẻm chùa Nước Lạnh đây. Quán nào đang làm móng. Ok. Đó, buổi tối thì người ta về người ta hát karaoke đó các bạn. Đây, mình vẫn đang đi trong cái hẻm bên hông này là chùa Nước Lạnh đây. Bây giờ Việt Nam là 18:30. Trời thì mưa nhỏ. Các bạn thấy có những cái hạt mưa nó rơi trên ô, nghe nó cái tiếng lách tách rất là nhỏ. Đây, chúng ta đang đi, đây là chúng ta đi băng qua bên ra đây là đường Nguyễn Tri Phương đây. Ồ, đây có một cái người dọn hàng, họ đang bán hàng, chắc là dọn về. Trời mưa thì cô ấy dọn về đó. Đây, chúng ta sẽ đi một cái vòng xung quanh bên đây trước nhé. Đây là cái quán chè này các bạn. Ồ, một cái ông này bụng to quá. Đây, có cái cửa hàng này ghi là gì đấy? Chè Thái Cô Phượng rời qua số 302. Còn bên đây là quán gì đây? Phở Hùng. Phở Hùng đây các bạn. Đây, đây là chùa Nước Lạnh đây. Hay còn gọi là cái chùa Tân Hưng Long đây các bạn. Đó, bên trong thì họ bán là gì? Chè Thái. Rồi Hoành Thánh. Xôi Thái, chè Cúc Bạch. Đây, cái quán này bán khá là đông. Chè thì mình thấy họ bày hẳn ra ngoài đường để họ bán cho khách, để khách đỡ mất công chờ. Đây, nếu mà chúng ta đi ra đây là góc của Hòa Hảo và Nguyễn Tri Phương. Bên kia thì có cái quán chè Phượng Hoàng. Quán chè Phượng Hoàng mua phải xếp hàng, mà có lần mình đã review đến quý vị và các bạn ấy. Đây vẫn đang là cái con phố Nguyễn Tri Phương nhé các bạn. Ồ, đây là bán đồ nội thất này.
bán đồ nội thất. Đây thấy bán gì đấy, bộ đài gối bán. Ồ, đây là quán cà phê đá, có 12.000 một ly các bạn này, 12.000 một ly. Còn bên đây thì không biết là cái người này họ đang bán gì đấy, bán trái cây, bán trái cây, bánh tráng trộn. Đây là gì đấy ta, Tân Hưng Long pizza, pizza Italia. Ồ, bánh pizza. Còn đây là cái quán ăn đây, gió to quá. Đó, quán ăn thì gì? Ăn ngon. X số 3 là 39k. Ồ, X là có 39k thôi. Đây là quán gì đây ta? Hủ tiếu Sa Đéc. À, hủ tiếu Sa Đéc Đồng Tháp. Chè nguyên tổ, tổ yến. Ồ, phố này thì đây lại một cái chỗ mà để xe trên vỉa hè này các bạn này. À, bên này là cái quán Nguyệt Hỷ nha các bạn, quán bán đồ ăn uống nhậu nhẹt. Gió to quá, gió to thổi bay cả dù luôn. Đây là quán nhậu Nguyệt Hỷ các bạn này, quá trời đồ nhậu luôn. Quá trời đồ nhậu luôn. Bên đây thì họ bán bông. Quán gì đây? Giò chả Phước Hưng. Đây là vòng xoay Nguyễn Tri Phương rồi các bạn. Đây là ngã 6 Nguyễn Tri Phương. À, chúng ta sẽ đợi ở đây đi băng qua đường nhá. Đó, mình sẽ quay một vòng cho quý vị và các bạn coi. Bên đây là Ngô Gia Tự. Bên phía trước mặt của chúng ta này là Ngô Gia Tự này. Đó. Còn đây là Nguyễn Tri Phương. Vẫn cái trục Nguyễn Tri Phương. Cái nhánh mà 11 giờ đó thì là cái nhánh đó là Nguyễn Chí Thanh. Và thì chúng ta đang đợi sang đường hồ nên xanh rồi. Đó, băng qua thôi. Đi bộ thì cứ đi đúng cái vạch phá lẫu gì đây. Ồ, anh Tây. Anh Tây quen cô Việt Nam. Đây là quán dừa nướng Thái đấy các bạn. Dừa nướng Thái. Ồ, thấy tượng người Thái chắp tay bên ngoài. À, đây thì là gì đây? Bánh mì vỉa hè đấy. Bánh mì thịt 15.000 có đổ. Xôi mặn chiên thì 13.000. Đây bán thuốc lá, thẻ cào. Nói chung là từ từ đấy các bạn. Mình thì mình sẽ review cụ thể từng cái quán sau. Còn bây giờ thì mình muốn giới thiệu cho các bạn biết là những các cái địa điểm ăn uống chung chung thế thôi. Dưới cái dạng là cưỡi ngựa xem hoa. À, chứ còn cụ thể đi sâu đi sát thì chúng ta cứ từ từ. Từ từ thì khoai sẽ nhừ. Các bạn muốn gì cũng có luôn. Đây là đường Đào Duy Từ. À, Đại học Kinh tế xưa các bạn nhé. Bây giờ họ đang phá rỡ để họ xây lên nhiều tầng. Họ đang phá rỡ để họ xây lên. Đây là cơm phá. Đây các bạn sinh viên đấy. Đây nếu như mà chúng ta quay sang bên đường này các bạn,
quán Phượng Vĩ Giáo Ích Singapore. Đây quán nhậu đấy, họ bày cả bàn ra vỉa hè. Họ bày bàn ra vỉa hè thì thôi mình là phải đi xuống lòng đường chứ làm nào. Đó, quán hải sản Quý Thành các bạn. Hải sản Quý Thành. Ở chỗ của Nguyễn Tri Phương này thì đồ ăn uống cũng rẻ thôi các bạn, không có mắc đâu. Đây gà ta đây các bạn, bún măng gà ta, cháo măng. Đây là gì đây, bánh bao. Bánh bao, bánh mì. Chả túi sữa là pizza. Còn bên đây thì là cái có cái quán trà sữa mà phải xếp hàng mới mua được các bạn nhé. Trà sữa ở đây thì cái quán Phượng Hoàng, nhưng mà mua thì phải xếp hàng. Rồi chè yến, chè tổ yến đấy, 29.000 đồng. Đó, này. Phở 24 giá rẻ nhất là 29.000 đồng. Đây là gì đây, bánh cuốn 25k. Ở bên đây là cái cửa hàng bán đồ chơi trẻ em Superman kìa. Ở bên cạnh là bán nhang đèn tạp hóa linh tinh. Đó, bên đây nếu mà chúng ta nhìn bên đây thì là chè Thái Lan các bạn nhé. Cạnh cái hẻm chùa Nước Lạnh, rồi kế bên nó là phở Hùng. Đây là quán trà sữa Trân Châu. Đông quá bà, em mua em đâu uống này. Đó, đây là quán gì đây? Lẩu nướng tự chọn. Lẩu nướng tự chọn. Nhìn hải sản thì làm tại chỗ luôn. Ở đây, nếu mà đi chợ thì chúng ta nhìn các cái món đồ ăn đây. Xiên que. Bên kia là chè Thái Cô Phượng. Rồi gì đây, chicken. Rồi tiếp tục đến đây, chúng ta coi là họ bán gì đây. Lẩu các loại. Đó, họ bán sẵn từng các cái set lẩu, chúng ta ăn cái gì chúng ta gọi cái đó. Hủ tiếu mì, hoành thánh phở gà. Bên đây là bán cơm gà Hải Nam đây. Bán đây là bán cơm gà Hải Nam. Mình đã có lần ăn ở quán này rồi. Một cái phần đùi gà roti là 69.000. Ăn cũng được. Nói chung là nếu mà có điều kiện mà chúng ta ăn gà ta thì nó sẽ ngon hơn. Đây có một cái nhà họ đang xây dựng này các bạn này. Còn đây là thằng gì đây? Thức ăn nhanh cái gì đây? Tên đọc không rõ luôn. Rồi kế đến đây là cái quán bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm Hải Tiến của cái ở Hà Nội vào đây bán. Của Hà Nội thì họ vào đây bán thì cũng khá là đông. Đó, mọi người ăn ở đây. Ở đây chúng ta đang ở đây là ngã tư Nguyễn Tri Phương và Vĩnh Viễn nhá. Đây là quán Hải Tiến, quán bún đậu mắm tôm đây.
Rồi đèn xanh rồi, qua thôi. Rồi thì ở đây mình nhận thấy là có cái quán là hủ tiếu Nam Bang, chỗ 358. Cái quán này thì cũng khá là đông khách. Cạnh đó là quán Phở Quỳnh. Phở Quỳnh thưa các bạn. Đây, taxi Việt Nam đây, taxi Mai Linh. Rồi qua đây thì sao đây? Qua đây thì đây là hủ tiếu Hoàng. Hủ tiếu Hoàng. Đây cũng là cái quán hủ tiếu ngon ở trên đường Vĩnh Viễn này và khá là lâu năm rồi. Còn đây là bún mắm đặc sản Bạc Liêu. Các bạn nhìn này, tôm rồi đủ thứ. Đó. Rồi chúng ta vẫn đang tiếp tục đi trên cái con đường Vĩnh Viễn. Rồi đến đây thì là chúng ta đang đi ở đây là gì đây? À, bỏ cây xóm đất đây các bạn. Mưa thì bây giờ mỗi lúc một lớn rồi. Bỏ cây xóm đất. Bỏ cây này cũng ăn rồi. À, đâu hình như là 50 ngàn một tô thôi. Ăn cũng được. Đây là cơm tấm. Rồi bán nước mía Sài Gòn này các bạn. Bên đây thì có mấy cái cửa hàng bán bánh cuốn rồi bán trà sữa. Thì thôi, có lẽ là mình sẽ dừng cái clip ở đây nhá. Rồi hẹn gặp quý vị và các bạn trong những cái video clip tiếp sau. Bye bye.